Rồi tiếp tục là em Trường Mỹ Càng xe máy anh Pháp. Xin chào mọi người nha. Nay review thêm cho mọi người con Raider Sunker, xe quá trời đẹp luôn. Xe này lúc là bên cửa hàng em nha, bán cho ông anh ở nước ngoài á. Đó, rồi ảnh về Cà Mau, ảnh chơi, ảnh chạy thời gian. Bây giờ ảnh chán rồi, ảnh đi về nước ngoài nữa hay về đi về bển làm nữa rồi. Đó, bây giờ ảnh bán lại cho cửa hàng em ha, bán cho cửa hàng em. Con này thì giá công khai luôn là 24 củ. Anh em nào được giữ ý thì chơi nha. Xe này đáng lẽ cặp vỏ còn luôn ha, mà tại vì mấy vỏ ghim nó hay bị nứt rồi kia, đổ nứt. Ảnh mới thay cặp vỏ mới luôn nè. Vỏ gì ta? Michelin luôn hay gì mà hiểu gì đọc không được luôn. Nói chung là cặp vỏ mới, xin dĩa mới ha, xin dĩa anh này là cũng không rẻ đâu đó. Đây, xin dĩa màu này cũng không phải rẻ đâu nha. Quá đẹp. Không biết sự lựa chọn của anh em sao chứ em thấy chiếc Raider FB là chạy này em thấy là không có loại chiếc Sunker này đó. Nó sơn bạc ghim. Anh em chơi chiếc xe này về là khỏi tốn tiền gì nè. Đây cặp vỏ mới tôn ha. Đây, đường chỉ phắn đồ còn luôn ha. Gai lông, gai gió rồi đầy đủ. Nó gai giống giữa rồi kia. Mới thay vô cái chạy đi đâu đâu. Nó là ông đi về nước ngoài luôn, là ông bán lại cho cửa hàng. Xe đẹp dữ lắm, đẹp sơn bạc ghim. Xe này đi cũng ít à, không có nhiều đâu. Cặp vỏ còn là chắc tầm khoảng mười mấy ngàn nữa lại. Đúng rồi, 20 ngàn chứ, em nói đoán như Trang không, tầm khoảng mười mấy 20 ngàn nữa lại thôi. Thì cặp vỏ của nó thường thường là nó hư là tầm khoảng 25-30 ngàn là nó hư cặp vỏ. Xe này nguyên dính chứ, bô bọng, cái bô quá trời đẹp, cái bô bô ghim co bô còn đen thui luôn. Test cái máy thử nha. Vậy ta, à cái dòng Raider này mình phải bóp ra da mình để mới được. Để máy cho này bóp ra da đây nha, lỗi mọi người. Xe đi đúng rồi, đồ 20 ngàn đó, còn mấy tôn à. Mới về này xe này cắt keo ra, chưa có rửa gáy, chưa dầu mỡ luôn. Rửa gáy lại cái này nhìn con bén dữ nữa. Đó, xe này giá 24 củ cho anh em là nhanh lẹ nha. Anh em rút hồ sơ thêm phí vô. Xe này hồ sơ thì chắc hình như bữa anh Phép đứng tên hay gì nè. Hay là ai đứng tên đó. Đó, nhờ ông anh nước ngoài đó, ông nhờ cửa hàng em đứng tên giùm luôn đó. Đó, anh em rút hồ sơ thêm vô phí vô. Biển nghe có bài giá ha, phí tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đâu lại đó, nằm cái đó đó. Rồi anh em nhanh lẹ chốt có thì alo em liền nha. Số điện thoại em là 0961 374 375, giá công khai luôn 24 củ đó. Rồi máy bay mọi người nha.